Thầy nói vụ án cây gỗ này hơi lạ, nói tỉnh bơ vậy đó. Thầy quý vị thấy, thấy tội nghiệp không? Tự động đặt điều đặt kiện ra hai Bồ Tát gây gỗ nhau nữa. Khổ ghê vậy. Pháp môn tu thì nó vô lượng. Thì không tụng chuẩn đề được thì tụng đại bi, không tụng đại bi thì tụng giảng sanh, không tụng được chú này thì tụng chú khác, chứ có cái gì đâu, phải không? Mà ngồi đó mà kể lễ đủ thứ hết. Giống như bữa hôm vậy, có một thầy đó tới chùa. Thầy nhầm lúc chùa của thầy là mấy chú sám hối với đi kinh hành niệm Phật. Các ông thầy đó ông nói sám hối niệm Phật không có hết nghiệp, mà ngồi thiền mới hết nghiệp. Ngon lành vậy đó. Thầy hỏi hết nghiệp là sao? Ông nói hết nghiệp thì người ta giác ngộ, người ta giải thoát. Thầy nói vậy thì hồi xưa tới giờ người ta tu thiền, người ta giải thoát hết rồi. Ông nói cái điều đó là không có đúng rồi. Tại vì trong tất cả giáo pháp của Đức Phật đến 84.000 chỉ cho số lượng nhiều đó, cũng nhằm mục đích là khai thị chúng sanh đi vào ở trong cái tri kiến Phật. Mà kinh Pháp Hoa nói đó, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho tất cả các chúng sanh đều được an trú trong chánh pháp, thấy được cái tri kiến của Phật thì người đó mới giác ngộ. Thì tu pháp môn nào cũng được, miễn làm sao giác ngộ. Giống như lên bàn ăn ra, anh muốn ăn cái gì anh ăn, miễn sao anh no. Tự nhiên mình thích ăn bánh xèo, cái bắt cái ông kia đổ tô cháo ra, bà ông ăn bánh xèo cho tôi, cháo nó nhường gì ăn sao được. Vô duyên không? Nó tự động chùa ta đang niệm Phật, cái nó niệm Phật là không có giác ngộ, ngồi thiền mới giác ngộ. Nói kiểu đó chết rồi, nói kiểu đó đụng chạm tới bao nhiêu người niệm Phật, phải không? Ông thầy này là thật ra học trước thầy một khóa, mà ổng khoái làm thiền sư lắm. Ổng đi đâu cũng làm ra vẻ thiền sư hết á. Mà thực chất là ổng làm không có đúng với tông chỉ thiền. Thiền, tông chỉ của thiền là anh làm như thế nào trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi của anh, làm sao tâm anh không bị những phiền não nó chi phối, và thân không bị cảnh vật nó chi phối, hoàn toàn rỗng lặng, đó gọi là thiền. Mà tự động bài ra đủ thứ rồi nói này kia nọ thì nó đi ngược là bản chất thiền rồi. Quý vị có nhớ là cái câu chuyện giữa ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện và ngài Triệu Châu Tùng Thẩm không? Quý vị nhớ không? Tức là lúc bấy giờ tại một cái pháp hội đó đông chúng tăng lắm, chia ra làm hai bên là Đông Viện và Tây Viện. Thì lúc bây giờ tự nhiên nó có một con mèo, nó chạy từ Đông Viện nó chạy ra, nó chạy qua bên Tây Viện. Thì bên Tây Viện mới đổ thừa cho bên Đông Viện là nuôi mèo phạm giới, tại vì không có được nuôi súc vật ở trong chùa. Thầy Hòa Thượng ở bên Đông Viện mới đính chính là không phải là mèo ở bên Đông Viện nuôi, mà bây giờ tôi thấy nó bên Tây Viện thì như vậy là mấy người bên Tây Viện nuôi mèo. Thế là hai bên gây lộn nhau. Lúc bấy giờ ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện đi tới chụp con mèo lên, mới hỏi các ông có dừng đi hay không, con mèo này là cái gì? Mấy ông làm sao con mèo này nó còn sống, thì mấy ông làm, còn không được con mèo này phải chết. Hai bên cứ cự cãi hoài, ngài Nam Tuyền lấy cái dao chặt con mèo. Quý vị thấy ác không? Thấy ghê quá ha. Nhưng hành động của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện rất là dũng mãnh, chấp nhận tạo nghiệp để khai thị cho đồ chúng. Tu thiền không có thị phi, không có khởi tâm vọng tưởng để xác định cái này đúng cái kia sai. Vì sao? Cử tâm tắc thố, động niệm tắc quay. Hễ tâm mà khởi lên một chút xíu một ý niệm nào đó cũng là sai. Nó đi ngược lại bản chất tĩnh lặng của tâm. Mà tu thiền là làm sao quay trở lại sự tĩnh lặng của tâm, để không bị phiền não chi phối, không bị trần cảnh loạn động. Mà những người đó không hiểu được. Cho nên tối về gặp ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, Nam Tuyền Phổ Nguyện mới kể lại hết câu chuyện đó. Ngài Nam Tuyền mới nói, nếu như ông là hồi sáng thì ông phải giải quyết như thế nào về con mèo đó. Thì ngài Triệu Châu Tùng Thẩm mới đứng dậy phủi đít, lột đôi dài ra đội lên trên đầu đi ra bên ngoài. Câu chuyện tới đây hết. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu thì thầy phải chắp tay lại gọi quý vị là thiền sư. Hồi đó thầy học thầy cũng không hiểu, sau này tham vấn với các bậc cổ đức mới hiểu được. Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm lột đôi dài ra đội lên đầu để chỉ cho chúng ta biết hành động của tất cả bên Đông Viện và Tây Viện cãi nhau là những người đi ngược với lại người tu thiền.
tức là làm ngược đời. Đôi dép là mang với chân, mà tự nhiên bây giờ ngài lấy đội lên đầu là để chỉ cho mấy ông đó là không có hiểu cái gì hết, đi cãi với nhau làm cho tâm loạn động như vậy, nó trái lại với tôn chỉ của tu thiện. Cho nên ngài Nam Tiều Phổ Nguyện mới gật đầu cười, ông là người hiểu đạo lý. Quý vị thấy đạo lý nó rất là sâu xa, nhưng cái sâu xa nó biểu hiện từ những cái rất nhỏ nhặt trong cuộc đời này, phải không? Bây giờ này cái bình bông này nó đẹp nè, nhưng mà khi nó rớt xuống nó thành rác, bình thường thôi, những chuyện nhỏ. Nhưng mà dưới con mắt của người có tu thiền hay là người có chánh niệm, người ta nhìn hoa nở hoa tàn một kiếp người. Ngày mai này mình cũng tàn như hoa, cho nên hôm nay đâu có rảnh đâu mà gây lộn, phải không bác? Đâu có rảnh đâu mà trợn mắt phùng mang, đâu có rảnh đâu mà tranh hơn tranh thua, đâu có rảnh đâu mà dành tình yêu hay là kéo ra khỏi tay của con nhỏ kia, con nhỏ nọ. Xin lỗi, 10 người kéo cũng không ra nếu ổng bật đèn xanh, phải không? Kéo được không? Giống như mấy Phật tử về xúm nhau đi giữ ông thầy, giữ được không? Trời ơi, đế thích xuống giữ cũng không được, chứ đừng có nói. Ở đây để quý vị thấy được rằng sự phát nguyện của mình nó có giá trị quan trọng, không phải ở chỗ dừng lại phát nguyện, mà chính ngay phát nguyện là sự thực hành tu tập. Tu tập từng ngày một, không ngơi nghỉ, không biết nhàm chán, không biết mệt mỏi. Như vậy chúng ta mới biến dục vọng thành thệ nguyện. Mà quá trình chuyển đổi từ dục vọng thành thệ nguyện đó gọi là tu hành. Phải tu cho thiệt cả nha, chứ đừng tu sao ta nói mình tu dởm á, thì mới biến được cái dục vọng thành thệ nguyện. Thì trong cuộc sống của mình ai cũng có những ước mơ cải thiện đời sống, tình cảm, vật chất. Trong gia đình của mình, tất cả những cái đó nó không có sai, không có tội lỗi gì hết. Nhưng chúng ta nhìn với ánh mắt nó trầm lắng hơn, qua linh lăng kính của Phật giáo, thì chúng ta sẽ thấy được rằng mình nên tạo nghiệp thánh thiện bằng những thệ nguyện mênh mông của mình, góp bằng từ ý nhỏ, từ niệm nhỏ, từ tâm nhỏ trong cuộc sống, như những giọt nước kết lại thành một dòng sông trôi đi không trở lại. Thì cuộc đời của chúng ta nó cũng như những dòng sông lặng lẽ đó, cứ trôi đi, trôi mãi, trôi về đại dương mênh mông, rồi cuối cùng hòa vào vũ trụ. Nhưng chúng ta đang trôi về biển sanh tử, nếu có tâm chân chánh phát nguyện tu hành thì dòng sanh tử sẽ không còn cuộn chảy mà êm đềm dưới con mắt của hành giả. Chỉ có sự tu tập chân chánh và phát nguyện chân chánh mới giúp cho chúng ta biến dục vọng đau thương trở thành thệ nguyện an lành, và đó chính là cực lạc ngay đây. Ai cũng có những nỗi khổ, và có những lúc chúng ta cảm thấy mệt nhòi với những nỗi khổ mà thốt lên: đời này, nhà này, cảnh này sao thấy y như ngục tù. Tất cả những điều đó, thưa với đại chúng, đều từ tâm niệm của chúng ta biến hiện ra mà thôi. Ngục tù cũng do mình, mà không phải ngục tù cũng do mình. Cho nên chúng ta phải tạo lập một tư tưởng mới, một suy nghĩ mới trên nền tảng của dục vọng cũ thì chúng ta mới được an lạc. Giống như nhà tù vậy đó. Có một câu chuyện, ông thiền sư nọ ở Hàn Quốc, thời gian rảnh rỗi ông hay đi vào nhà tù, ông thăm những tù nhân. Thì một bữa nọ ông đi nhiều lần cho nên ông quen thân với những người tù nhân đó. Thì có một cái anh ở trong tù đó, cái anh phạm nhân đó, anh mới hỏi: dạ bạch hòa thượng, như chứ mỗi ngày hòa thượng làm cái gì? Ông hòa thượng nó mới kể: mỗi một ngày đó là 3 giờ sáng tôi thức dậy, tôi ngồi thiền cho tới 6 giờ. Xong rồi tôi đi quét lá, tôi đi dọn rác. Xong rồi tôi ăn sáng, đó là 8 giờ tôi ăn sáng. Ăn sáng xong tôi vào tôi lễ Phật, tôi tụng kinh cho tới 11 giờ. Bắt đầu tôi đi thiền hành cho tới 12 giờ, rồi tôi ăn cơm. Ăn cơm xong tôi nghỉ tới 1 giờ tôi thức dậy. Bắt đầu tôi tiếp tục ngồi thiền, ngồi thiền cho tới 4 giờ chiều. Sau đó tôi mới đi tắm rửa, tôi mới uống một bát súp nhỏ, rồi tôi thiền hành cho nó khỏe. Rồi tối 7 giờ bắt đầu tôi lại Phật cho tới 9 giờ ngồi thiền tới 11 giờ. Sau đó tôi ngủ.
Anh Phạm Nhân anh nói trời ơi thôi mệt quá, hòa thượng dọn đồ vô đây ở với con khỏe hơn. Tại vì trong con mắt của anh Phạm Nhân này, anh thấy nhà tù đối với anh nó thoải mái hơn cái nhà chùa, phải không? Nghe ông hòa thượng kể anh thấy mệt quá. Anh tội nghiệp ông hòa thượng từ 3 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm mới nghỉ. Còn anh ở trong tù anh thấy anh thoải mái, anh ăn, anh hát, anh ngồi, anh nằm, anh tự do. Cho nên anh không có ngần ngại gì hết. Hòa thượng ơi tội nghiệp quá, mai dọn đồ vô tù ở với con cho khỏe. Quý vị thấy dễ thương không? Dễ thương không? Không ai dám trả lời. Cho nên nhà tù cũng có khi biến thành cực lạc khi chúng ta có một cái nhìn khác. Người ở trong tù thì cảm thấy bị giam cầm cho nên nó mệt mỏi, đâu có rời khỏi nhà tù đâu, thấy không, mà mệt mỏi. Bên cạnh đó có đối tượng thứ hai, tức là người giữ tù, họ cũng đâu có rời nhà tù đâu, nhưng mà họ có mệt mỏi không? Cả hai đối tượng đều không rời nhà tù, nhưng người ở trong tù thì cảm thấy mệt mỏi vì mình bị giam cầm. Còn người kia canh giữ người ở trong tù cũng đâu rời khỏi nhà tù, nhưng cảm thấy thoải mái hơn. Dù cả hai không được rời nhà tù trong một khoảnh khắc nào, tất cả điều đó thể hiện ở một ý tưởng mà chúng ta đã được gặp ở trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm của chúng ta nó biến ra trong cảnh giới này. Cho nên khổ hay vui thực ra nó vẫn trải tràn trong cuộc sống mình, nhưng chúng ta thọ nhận cái khổ cái vui như thế nào, đó mới là điều quan trọng trong cuộc sống. Thầy thấy có nhiều người nằm ở trên giường cao rộng lớn nhưng mà cũng vẫn cứ không ngủ được. Có người nằm ở dưới gầm cầu mà buông ra là ngái kho kho, thấy không? Do tâm lượng của mình cũng gì cũng như thế thôi. Giữa cuộc sống mênh mang những nỗi khổ này, nhận diện được dục vọng đưa chúng ta tới những trầm luân, chúng ta thay đổi nó bằng những ý niệm thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, nó sẽ trở thành thệ nguyện mênh mang. Chúng ta bước sang một trang sử mới, trang sử của thệ nguyện hạnh phúc và an lạc giữa cuộc đời đau khổ này. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị.